Anh em thích chơi mẫu Gencha lô cho Trần Anh nè. Trần Anh vừa về mẫu Gencha màu đỏ bột đô đẹp không? Quá đẹp luôn, chủ nhà chăm chút như chăm con luôn anh em. Anh chị người ta lên mâm nè, Gencha mà người ta lên mâm nhìn dễ thương không? Bốn vỏ chủ nhà chăm luôn, bốn vỏ mới tinh nè, mài chrome phía sau nè. Đó, dán hệ thống ron mài chrome hết toàn bộ nha. Chủ nhà cũng đã lên lipo nè anh em. Đẹp chưa? Đó, chi tiết không? Xe hàng đẹp lắm, nội thất ở trong như thế nào ạ? Đây anh em, có thiếu gì không? Ghế bọc toàn bộ hệ thống ghế da xịn, táp bi cũng vậy nè, sạch sẽ nha anh em. Dàn trần nè, dàn trần rin hết. Chủ nhà lên cây học tì tay luôn nè anh em. Máy móc em này chiến lắm, chạy em này bao ok. Nội thất đẹp nha, Trần Anh bán giá sinh viên cho anh em thôi. Đây anh chị, táp bi cửa đẹp nè. Cái thứ hai, vô lăng của Daegu, chủ nhà cũng đã kết hợp người ta lên hệ thống gương chính điện. Ghế ở trong là full toàn bộ hệ thống ghế 5D hết toàn bộ xịn sò. Nói chung người ta bọc tinh tế, bọc hai cái màu nè. Anh chị thấy đẹp không? Không nổi quá cũng không tối quá. Nha anh em, rất là tinh tế nha anh em. Dàn trần, trang bị màn hình Android. Kết hợp chúng ta sẽ có cam hành trình, chống bắn tốc độ, đầy đủ tính năng luôn rồi anh em. Đây anh em, 280 mấy nghìn à, chủ nhà lên màn hình Android nè. Máy móc ngon, chạy êm lắm. Em này chạy được cái nó mượt, chạy bao mượt luôn. Có cam hành trình full hết rồi. Sạch sẽ. Mời bà con có bác trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang máy nha. Trợ lực nhẹ, em này trợ lực dầu hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Giá hợp lý thôi anh em, 115 triệu mẫu này, hợp lý chưa? Đèn gầm chủ nhà cũng đã lên full LED rồi. Đó, phía trước cái đèn halogen, đăng kiểm 1 năm mẫu này nha anh em. Được cái Gencha màu đỏ nó luôn đẹp, được cái màu đẹp lắm. Màu sạch sẽ nha. Đó, anh chị thấy màu quá ok không? Đăng kiểm tháng 4, 2025 rồi anh em ạ. Người ta vừa mới đăng kiểm đó. Đây nè anh em, cục máy nè. Và máy móc là khô ráo. Xài toàn bộ hệ thống IC, xe không có tí đồ hơi. Anh chị, nói chung mấy cái mẫu này người ta tắm qua nước sơn rồi nha anh em nha. Đó, người ta tắm qua một nước sơn hết rồi. Được cái Gencha màu đẹp anh em. Xe này để cho anh dọn cục máy chưa? Cục máy chủ nhà chạy người ta bị bám đất đỏ nè. Liền, sạch sẽ. Máy êm ru. Hai bên lường kèo cột nữa. Sơn lại mẫu này người ta sơn hết nguyên con. Ta dọn hết cả xe. Nắp capo nè anh em. Đây là nắp capo, nó có dập đây tí xíu ngay mép nắp capo tí xíu, đóng nắp capo mạnh nó bị vậy. Nó về bên này một tí xíu mấy phân vậy thôi. Nó xe cũ thì tả rõ tình trạng rồi. Quan trọng là chất xe mà con đi xa đi ổn định là ok. Nó giá hợp lý không anh em? 115, quá hợp lý mẫu này luôn. Anh em trải nghiệm phần cốp sau nè. Đây là phần cốp sau. Quá đẹp. Đèn đuốc nè. Đèn chủ nhà thay xanh hết nè. Ép viền bảng số nè. Đây bà con, đây là cốp sau, hệ thống keo chỉ ở trong cốp sau còn nguyên si hết nha anh em. Anh em mua Trần Anh bớt cho 5 triệu nha. Còn 101 bán cho một cái mức giá sinh viên về anh em xài thôi. Nó vậy là được rồi anh em. Tay quay vỏ đồi đầy đủ tính năng. 110 có ngay mẫu Gencha đẹp rồi. Bốn quả mâm chủ nhà lên. Đồ chơi lên kính. À, gầm nè. Anh chị ơi gầm nè. Ở gầm đẹp, gầm là không có tí một ngọt ở dưới phần gầm.
Hỏi bà con nào quan tâm mẫu Genche 2008 thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Thôi Trần Anh chào cô chú anh chị nha.